Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì sau một thời gian dài mình sử dụng thì mình thấy anh em hỏi là hướng dẫn sử dụng con One X2 này đi, tại vì mới quá chưa có ai biết sử dụng cả. Ok, hôm nay mình chiều anh em luôn là sẽ hướng dẫn sử dụng cơ bản của con One X2 này cho anh em nhé. Ok, thì như video mình đã giới thiệu rồi thì con One X2 này chúng ta sẽ chỉ có một thiết kế tương tự như là với One X1 mà thôi. Thì ngoài ra thì thay đổi thêm cái lớn nhất đó chính là cái màn hình ở đây. Đó, và ở bên này thì chúng ta có nút nguồn này, loa, mic. Đó, và một cái nút điều khiển ở đây. Thì nút này cũng chỉ có một chức năng là quay và chụp mà thôi. Đấy, tất cả các thao tác điều khiển anh em sẽ điều khiển trên cái màn hình cảm ứng này. Ok, mà thêm bên nữa thì bên sườn này chúng ta sẽ có hai khay, là một cái khay pin và một cái khay để cắm sạc trực tiếp ở đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cơ bản trước nhá. Đầu tiên là hướng dẫn bật đi. Cái này chi tiết cho anh em thể nhìn luôn. Thì ở đây nút nguồn bây giờ anh em hãy giữ vào đây. Đó. Và khi có tiếng kêu thì máy nó sẽ khởi động lên. Đó, như vậy là máy đã được bật hoàn toàn và anh em có thể điều khiển cái màn hình ở đây. Đó, đây là cái màn hình cảm ứng nhá. Đây ví dụ ở đây chúng ta có một cái đèn LED thông báo là máy đang bật hay là quay này. Ví dụ đèn xanh thì là để chế độ bình thường, còn cái đèn đỏ khi mà anh em quay nó sẽ chuyển sang cái đèn đỏ như thế này. Đó, đấy, nó sẽ chuyển đỏ và khi sạc thì nó cũng sẽ màu đỏ nhá. Thì như vậy thì anh em sẽ dễ nhìn hơn và trên này thì nó sẽ hiện là cái dây nó bắt đầu chạy thì nó đang quay. Ok, tiếp theo thì tắt đi như nào, anh em cứ giữ vào đây là tắt đi. Rồi. Rồi anh em sẽ, mình sẽ chỉ cho anh em chỗ để khay pin và cái thẻ nhớ nhá. Thì năm nay bởi vì là nó có chống nước ấy, thế nên là cái thẻ nhớ nó sẽ không được để bên ngoài giống như là One X đầy đầu. Vậy nên là anh em hãy phải tháo cái pin ra thì chúng ta mới thấy. Ok, bây giờ mình sẽ tháo cái pin này. Anh em hãy gạt hai cái lẫy ở đây này, bóp hai cái lẫy. Đây mình cho anh em dễ nhìn hơn nhá. Đó. Anh chỉ gạt hai cái lẫy này là cái pin nó sẽ tuột ra như thế này này. Đó, anh em thấy chưa? Đó, như thế này. Rất là dễ đúng không? Đó. Đây là viên pin rời, như video giới thiệu mình cũng đã giới thiệu anh em rồi. Chỉ gạt hai cái lẫy là ra thôi. Còn đây, đây chính là cái mà mình sẽ zoom sát vào cho anh em nhìn. Đây. Đó, anh em thấy cái thẻ nhớ đây không? Đây, mình sẽ zoom lại. Đó, anh em thấy cái biểu tượng thẻ nhớ chưa? Đó, thì cái thẻ nhớ năm nay nó sẽ được để ở phía đằng bên trong, bên trong thân máy, vậy nên là khi mà anh em cần ấy thì anh em sẽ mà tháo pin này, phải rút cái thẻ ra, các em hãy ấn vào đây. Đó, như vậy là đã lấy được cái thẻ nhớ ra. Dễ thôi, còn lại cắm vào thì cũng như thế. Đấy, nó là một cái khay nằm ở phía bên dưới này nhá. Rồi, ok. Và lắp pin mà thì cũng đơn giản thôi. Anh em hãy cho vào và ấn. Khi nào mà hai cái lẫy nó gạt lên là chính thức là được nhá, bởi vì khi mà anh em mở ấy, nó sẽ có một cái lẫy màu vàng ở đây này. Đó. Nó sẽ có một cái lẫy màu vàng và khi anh em nó đang hở thì có nghĩa nó sẽ thấy cái màu vàng. Còn khi nào không hở thì có nghĩa là không thấy cái lẫy màu vàng nữa. Đó, cái này là cái lưu ý để cho anh em lắp thật chặt, nếu mà không thì nhỡ mà dính nước vào là vào bên trong là coi như là hỏng luôn. Còn cái bên trên này chính là cái cổng sạc Type-C. Đấy, anh em cũng mở y như vậy và gạt ra thì chúng ta có một cái cổng sạc Type-C nằm trên này. Đó, vậy thôi. Ở bên trên này chỉ có mỗi cổng sạc Type-C thôi, không có gì cả. Rồi. Hãy cũng gạt như thế, đóng thật chắc vào. Bên này thì chúng ta chỉ có một cái loa thông báo tất cả các thông báo của One X ở trên này. Đó, vậy thôi, cũng còn lại thì cũng không có gì khác cả. Ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn vào đến bên trong, xem bên trong có những cái gì. Ok, thì bây giờ đây chính là cái màn hình của chiếc One X2 này. Đó, mình sẽ hướng dẫn cụ thể nhá. Thì trên màn hình này nó sẽ hiện ra là thứ nhất chúng ta sẽ có một cái là chế độ quay. Ví dụ mình đang để là 360 này, hoặc mình có thể để đổi lại sang cái chế độ đó chính là cái Steady Mode, nó hiện là 150. Đó, và cái này thì là cái đổi cam, đây là cam sau này và đây là màn cam trước này. Đó, vậy thôi. Ok, ngoài ra thì anh em có thể thay đổi được cái chất lượng video. Như mình đang để đây là 5.7K. Đó, thì anh em có thể đổi là 4K, 3K tùy thuộc vào đây. Đó, và đây là frame rate. Đấy, 24, 25 và 30. Đó, anh em nhìn rõ chưa? Đó, 3K thì chúng ta chỉ có là 100 frame thôi. Đó, ok. Đó, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thấy có 4 cái mũi tên. Thì đây chính là 4 cái function để mà cài đặt cái chiếc One X này. Thì ví dụ như anh em vuốt từ bên trái sang bên phải như thế này, thì đây sẽ là cái nơi hiện tất cả những cái file media mà anh em đã quay. Ví dụ file ảnh này. Đấy, file ảnh chụp chiếc các thứ thì nó sẽ hiện hết ở đây. Đó, file quay này. Đó, khi mà anh em ấn play này, chỉ cần giữ vào cái nút này là nó sẽ play.
Đó, anh em có thể xem được các góc ở trên này giống như xem trên điện thoại bình thường, và chỉ dừng lại đó. Đó, và khi anh em kéo trở lại thì nó sẽ quay về cái màn hình chính. Tiếp theo đó thì là cái phần bên trên đi. Bên trên thì sẽ là những cái cài đặt cơ bản của chiếc One X này. Đó, ví dụ như ở đây sẽ là tăng sáng màn hình này, độ sáng giảm sáng màn hình nó sẽ ở đây. Tiếp theo đó là cái khóa màn hình cảm ứng, cái tắt bật đèn LED. Đấy, tắt bật cái đèn LED ở dưới này. Đó, vậy thôi. Đó, cái này là cái chế độ Quick Capture On, thì tắt đi bật thì tùy anh em. Bên này thì chúng ta có một cái nút, đó chính là có thể kết nối cái tai nghe AirPods của Apple này. Đấy, điều khiển, đây là cái cài đặt về mic. Đấy, cái chế độ mic của cái con One X này. Tiếp theo đó là cái ra lệnh bằng giọng nói, thì anh em bởi vì là sử dụng bằng tiếng Anh ấy, vậy nên đa phần anh em sẽ không quen, nên mình cũng không dùng tiếng Anh mấy, mình hay tắt đi. Đó, cái mic này thì anh em sẽ có là 360 mic, có nghĩa là mic xung quanh. Đó, và cái này là cái lọc gió. Đó, anh em có thể tùy chọn ở đây. Đó, ví dụ như mình thì hay sử dụng là 360. Đó. Tiếp theo đó thì đây là cái phần cài đặt chính. Đấy, cài đặt này thì chúng ta có những cài đặt cơ bản này, cài đặt Bluetooth này, cài đặt về cái màn hình tự động tắt này, cài đặt voice control, thẻ nhớ, rồi chế độ video, camera info thì anh em có thể vào đây. Đó. Cái general này thì chúng ta có tất cả những cái cài đặt cơ bản nhất của một chiếc One X ở trên này. Chúng ta có chế độ USB này, chúng ta có chế độ tắt bật cái loa này, Bluetooth này, auto power off là có nghĩa cái này là tự động tắt. Cái lọc flicker, những cái này thì anh em nào đã chơi ảnh hay không thì sẽ biết cái flicker nó như thế nào. Và cái gyro calibrate này thì có nghĩa là đây là chính là cái cân bằng cái camera 360 này. Thì ví dụ khi mà anh em trước khi mới mua về ấy, thì anh em hãy để thẳng cái này lên. Đó, nó sẽ có một hướng dẫn và sau đó anh em sẽ kéo. Thì khi mà chúng ta để thẳng cái này. Đó. Yêu cầu anh em phải để thẳng ở trên một cái mặt phẳng nhá. Nếu mà không thì nó sẽ bị lệch. Đó. Còn lệch như thế nào thì trong một vài video nữa mình sẽ chỉ thật kỹ cho anh em. Đó, và đây là cái phần bên trên là phần cài đặt. Thế còn bây giờ sang bên này thì sao? Cái bên này thì chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được là EV này, bù sáng này, white balance này, chế độ màu này. Đó, đây là những cái mà cài đặt mặc định ở trên cái này. Đó, anh em có thể cài đặt ở đây. Ví dụ như là EV, white balance mình lock này, mình đang để chế độ quay màu là màu lock này. White balance thì mình đang để 2.7K, mình có thể chuyển về auto này. EV thì mình đang để là 0. Đó, cái này thì là cái tùy chỉnh thông số của cái cam này. Đó, anh em có thể tùy chỉnh ở đây. Còn cái phần bên dưới này thì sẽ là tùy chọn chức năng. Ví dụ đây là quay này. Đó, mình sẽ bật lại. Quay này, timelapse này và chụp ảnh. Đó, cái này nó chỉ hiện ba cái cơ bản như vậy thôi. Và đó là phần hướng dẫn về những cái cơ bản ở trên thân máy của One X2. Và trong những video lần sau mình sẽ giới thiệu tiếp cho anh em cái giới thiệu về phần mềm cũng như là hướng dẫn kết nối One X2 với chiếc điện thoại. Ok, cảm ơn anh em đã cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.